Xin chào anh chị em, thì hôm nay nhân dịp đầu tháng 11 em sẽ cập nhật chương trình và giá cả của dòng xe Mitsubishi cho anh chị em. Đầu tiên là dòng Mitsubishi Outlander thì hiện tại có 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 375 triệu, hiện tại đang được hỗ trợ 50% thuế trước bạ là 19 triệu, cộng với đó là một bảo hiểm thân xe. Phiên bản thứ hai là phiên bản Outlander CVT có giá niêm yết là 460 triệu, được tặng một bảo hiểm thân xe và giảm 50% thuế trước bạ là 23 triệu. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản Outlander Premium có giá niêm yết là 485 triệu và được hỗ trợ 50% thuế trước bạ, tương đương là 24 triệu. Tiếp đến là dòng xe Xpander, một trong những dòng xe bán chạy nhất của dòng xe Mitsubishi. Hiện tại Xpander có 3 phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 555 triệu, hỗ trợ 50% thuế trước bạ, tương đương là 28 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5 AT có giá niêm yết là 630 triệu, hỗ trợ 50% thuế trước bạ là 32 triệu, đi kèm với đó là một bảo hiểm thân xe. Phiên bản thứ ba là phiên bản Xpander Cross có giá niêm yết là 670 triệu, hỗ trợ 50% thuế trước bạ là 33 triệu, đi kèm với đó là một bảo hiểm thân xe. Hiện tại thì đứng bên cạnh em là màu Triton, hiện tại có hai phiên bản đang bán chạy nhất là phiên bản Triton một cầu có giá niêm yết là 630 triệu. Hiện tại đang có chương trình là tặng một nắp thùng xe hoặc bảo hiểm thân xe. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu Premium có giá niêm yết là 740 triệu. Đang có chương trình là tặng một nắp thùng xe và một camera xe hoặc là bảo hiểm thân xe và một camera xe. Về nắp thùng xe thì có 3 loại nắp thùng cho quý khách hàng tùy chọn là nắp thùng cao, nắp thùng thấp và nắp thùng cuộn. Quý khách hàng nào có nhu cầu cứ liên hệ em nhé. Hiện tại với dòng Outlander thì có hai phiên bản. Là phiên bản Outlander tiêu chuẩn có giá niêm yết là 825 triệu, đang có chương trình khuyến mại giảm 50% thuế trước bạ, tương đương là 42 triệu, tặng thêm một bộ ghế da. Phiên bản thứ hai là Outlander 2.0 Premium có giá niêm yết là 950 triệu, giảm 50% thuế trước bạ, tương đương là 48 triệu và một bộ camera 360. Và mẫu xe cuối cùng là mẫu xe Pajero Sport, hiện tại thì đang có hai phiên bản. Phiên bản Pajero một cầu có giá niêm yết là 1 tỷ 110 triệu, được giảm 50% thuế trước bạ, tương đương là 56 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản Pajero Sport 2 cầu có giá niêm yết là 1 tỷ 345 triệu, được giảm 50% thuế trước bạ, tương đương là 68 triệu. Quý khách hàng nào đang có nhu cầu cũng như là cần tư vấn về vay trả góp thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0907051539 để được tư vấn cũng như là báo giá. Xin chân thành và cảm ơn anh chị em đã theo dõi video này.